Xin chào các bạn, chào mừng các bạn cùng mình quay trở lại với S Channel. Và ngày hôm nay thì trên tay của mình đang có chính là chiếc Xiaomi Redmi Note 4 phiên bản chính hãng từ Việt Nam được DigiWorld phân phối. Vậy thì Redmi Note 4 chính hãng nó có những cái điểm khác biệt gì so với những phiên bản Redmi Note 4 sách tay nội địa Trung Quốc? Thì video này mình và các bạn sẽ thử unbox và trên tay sản phẩm này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chút về phần hộp của chiếc Xiaomi Redmi Note 4 chính hãng. Thì cái hộp mình lưu ý với các bạn rằng là nó giống với phiên bản Redmi Note 4X chứ nó không giống với con Redmi Note 4 nội địa đâu. Ở phần phía trước chúng ta vẫn có số 4 kèm theo một dòng chữ RAM 3GB, ROM 32GB ở phía trước. Phần mặt sau là tem của nhà phân phối DigiWorld và một số những thông tin liên quan đến máy và tất tần tật những thông tin về cấu hình các thứ email. Lưu ý với các bạn rằng là bên cạnh hông của chiếc Redmi Note 4 nó có thêm một cái tem Global Version, có nghĩa là phiên bản quốc tế, phiên bản toàn cầu. Nhưng đây chính là hàng Việt Nam đấy. Bây giờ thì mình sẽ thử cùng mở hộp chiếc Redmi Note 4 chính hãng này nhá. Dịt quá đây. Và đây chính là chiếc Xiaomi Redmi Note 4 của mình. Đó, thiết kế y hệt con 4X chứ không giống con Redmi Note 4 bản nội địa Trung Quốc. Rất là ngon. Và mình sẽ để máy sang một bên. Đây là từ thông tin của chiếc Redmi Note 4. Các thị trường rất là nhiều. Phía dưới chính là sách hướng dẫn sử dụng. Đó, toàn tiếng Anh các bạn ạ. Và đương nhiên chúng ta vẫn có một sợi cáp micro USB màu đen này, một củ sạc. Lần này củ sạc thì đã khác biệt rồi. Củ sạc này là hai chân tròn tiêu chuẩn, đúng là của Việt Nam luôn chứ không phải là cái phiên bản nhỏ nhỏ hai chân dẹt nữa. Củ sạc của mình thì không phải là sáng nhanh mà chỉ là 5V 2A thôi. Chúng ta có thêm một cái que chọc SIM ở đây, không biết là có tai nghe không nhỉ? Chắc chắn là không có rồi luôn. Ôi, chả thấy cái tai nghe gì, và cái này không mở được các bạn ạ, chắc chắn là không có tai nghe rồi. Vậy là hết rồi. Phụ kiện của chiếc Redmi Note 4 chính hãng nó cũng không khác gì so với những phiên bản sách tay khi nó vẫn chỉ được trang bị củ sạc và dây cáp micro USB mà thôi. Cũng đến với cái nhân vật chính của chúng ta, Xiaomi Redmi Note 4 chính hãng Việt Nam. Thiết kế của chiếc Xiaomi Redmi Note 4 chính hãng Việt Nam nó đã khác biệt so với chiếc Redmi Note 4 hàng sách tay nội địa Trung Quốc. Vì đơn giản em này em giống con 4X mà các bạn đã từng được xem video mở hộp ở trên S Channel rồi. Ở cái phần khung viền này này, nó không còn hai cái đường diamond cắt giống như cái chiếc Redmi Note 4 sách tay nữa, mà thay vào đó là nó làm cong hơn và cảm giác cầm nắm trong lòng tay mình nghĩ rằng là nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Mặt sau thì chúng ta vẫn có cụm camera 13 chấm ở dưới là đèn flash LED hai tông màu này, cảm biến vân tay một chạm này, logo Mi và những cái tem rất là quen thuộc về iMay. Cái phần bên trên này chúng ta sẽ có ở đây đó chính là hai phần giải nhựa, nhưng mà thay vì nó được làm một giải màu trắng giống như chiếc con Redmi Note 4 hàng sách tay thì hiện nay nó giống con 4X thì nó được làm một cái rãnh lõm vào. Đó, nhìn khá là hay và tinh tế. Còn đây là về cái phần cạnh hông của chiếc Xiaomi Redmi Note 4 chính hãng thì nó vẫn có cho chúng ta là một khay SIM. Nó là khay SIM dạng line, có nghĩa là các bạn có thể dùng được một SIM một thẻ hoặc là dùng được hai SIM. Ở phần bên cạnh phải thì chúng ta vẫn có những cái nút quen thuộc như là nút tăng giảm âm lượng này, nút nguồn. Phía dưới chúng ta có cổng sạc micro USB, chúng ta có lỗ mic và loa ngoài. Bên trên thì vẫn rất là quen thuộc, chúng ta có jack cắm tai nghe 3.5 này, chúng ta có cảm biến hồng ngoại giúp các bạn có thể điều khiển những thiết bị ngoại vi trong gia đình này, và thêm một cái lỗ mic nữa. Mặt trước của chiếc Xiaomi Redmi Note 4 chính hãng thì đương nhiên vẫn là một cái màn hình quen thuộc kích cỡ là 5.5 inch, và phần phía trên này thì nó vẫn khá là dày khi nó được trang bị là một cái mic thoại đây này, một phần cảm biến camera selfie 5 megapixel, phía dưới là quá quen thuộc rồi, phím home, phím back và phím đa nhiệm. Và đây mình đã vào được giao diện bên trong của chiếc Xiaomi Redmi Note 4 chính hãng của mình, và chiếc máy này đang được chạy cho mình là phiên bản Android 6.0 dựa trên nền của MIUI 8.1 phiên bản global quốc tế luôn, rất là ngon. Còn bây giờ thì chúng ta cùng điểm qua một chút về phần thông số cấu hình của Xiaomi Redmi Note 4 chính hãng. Chiếc máy này thì không được sử dụng con chip Helio X20 như những phiên bản sách tay, mà thay vào đó nó sử dụng một con chip Snapdragon. Đây là tin vui cho những anh em nào cần cho mình làm hiệu năng tốt khi con chip được trang bị trên Redmi Note 4 chính hãng là Snapdragon 625 đi kèm với 3GB RAM và bộ nhớ trong là 32GB. Cùng với đó thì chiếc máy này vẫn giữ được cho mình là một dung lượng pin rất là lớn, lên tới là 4100mAh và đảm bảo trải nghiệm rất là tốt với một con chip khá là tiết kiệm điện như con chip Snapdragon 625. Về phần camera thì mình nghĩ rằng là nó không hề có bất kỳ điểm khác biệt nào so với những phiên bản sách tay khi vẫn là thông số quen thuộc. Camera sau 13 chấm, còn camera trước là 5 megapixel, với rất là nhiều những cái chế độ làm đẹp quen thuộc của Xiaomi. Và có thể nói thì với mức giá khá là tốt cho những phiên bản chính hãng của Xiaomi Redmi Note 4 chỉ là khoảng gần 5 triệu thì mình nghĩ rằng đây là một mức giá khá là cạnh tranh, và ở cái tầm giá dưới 5 triệu thật khó có những sản phẩm nào có thể mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm tốt nhất về kiểu dáng, về cấu hình như là Xiaomi Redmi Note 4 chính hãng. Và các bạn cũng đừng quên rằng sản phẩm Redmi Note 4 được phân phối ở Việt Nam lần này không phải là do FPT Trading Đình nhập về, vậy nên các bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hành rất là tốt từ phía DigiWorld. Và trên đây là video mình vừa mở hộp cũng như là trải nghiệm nhanh cùng các bạn về chiếc Xiaomi Redmi Note 4 phiên bản chính hãng Việt Nam. Vậy còn các bạn nghĩ sao về sản phẩm này, và mức giá dưới 5 triệu nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với những phiên bản sách tay, thì các bạn nghĩ rằng là Redmi Note 4 nó có đáng mua hay không? Nhớ để lại ý kiến ở phần comment video nhé. Tới đây thì video của mình xin được dừng lại, và nếu thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của S Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.